chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ok, đó sự hình sẽ lại cái channel của sao lại sao này. Nhưng mà tại từ mà đang đứng trong một gọi là gì ta, một cái điều kiện rất là éo le luôn mọi người ơi. Trời, hôm nay tôi sẽ định là thử thách sinh tồn một lắc nhưng là trên lava mọi người ơi. Trời, nó nguy hiểm dễ sợ. Ê, Phong đi thôi. Ê, bà đừng có đẩy tôi. Ủa, ai biết. Ủa, trời, ông đứng ra đây rồi. Trời, đất ơi, nóng vậy sao. Ê, xin lỗi. Đi vậy Phong. Trời ơi, trời là trời. Rồi mọi người ơi, thì cuối cùng tụi mình cũng đứng lại ở ba người. Mọi người ơi, trời ơi, tôi đang khổ, đừng có đánh nhau nghe. Trời ơi, trời, Phong ơi, đứng cái bếp vào bây giờ lấy đồ nè. Ui, coi trong này, ui, có cái giường của tôi nè. Ui, có lắc, trời ok. Trời ơi, quá, nó ui. Nè, không có ui. Đất, coi như là xong luôn á. Ê, cái này xịn nha mọi người, cái này xịn nha mọi người. Ê, đất lấy ít thôi nha, có trồng cây nha. Trời ơi, xếp ơi, cháy ơi. Trời ơi, là trời. Ê, trời ơi, chưa leo ít đất để trồng cây nha mọi người. Ê, cái, đây, đây, để tôi. Đó mọi người ơi. Ê, trong này có cái sự đặc biệt cho mọi người. Trong này có cần câu trong lava. May quá này nè, cái này cần câu. Đây. Sao ơi, tôi hỏi này coi. Gì mình vậy? Mình trồng cây trong cái đảo lava này, lỡ nó bị cháy sao? Ai biết, bây giờ trồng thử thôi. Sao bây giờ sinh tồn, thử sinh tồn một lắc trên lava mà ai biết được đó. Bây giờ tôi để tôi quay, tôi giúp dịch gì rồi, tôi giúp mọi người nè. Bây giờ chắc là, ui có gà nè Phong. May quá, có hai con gà. Trời ơi, dễ sợ. Rồi bây giờ tôi sẽ gọi là trồng lúa cho mọi người ăn nha. Đó, làm rồng rồng lên mọi người. Tự làm rồng rồng lên. Trời ơi, đang rồng nè. Nguyên cái cây luôn, đẹp không? Đâu. Ui đẹp, trời ơi, giữa nhà có cây đẹp ghê. Đó, đây, đặt rồi, đặt rồi. Bây giờ đây thề luôn á, đang thề bà bắt tụi mình sẽ ngồi ở trong ở đây là đồng nhất nách luôn mọi người. Dễ sợ nhất nách lắm mọi người. Tính ra bà bắt tôi sống ở cái hòn đảo lava này riết rồi tôi chạy hết mỡ ra luôn á. Thì đó, mình tập thể dục luôn, ông đang giảm cân đúng không? Sống trong cái đảo này là giảm cân ông, tôi giảm cân luôn đúng không mọi người? Trời ơi, cái đảo này nó nóng dễ sợ luôn hà. Tôi là từ 48kg xuống còn 40 không ta? Nghi ngờ dễ sợ. Rồi, bây giờ Sam sẽ làm một cái ta, một cái nơi gọi là gì ta? Ruộng. Đó, cái ruộng mọi người ơi, nó làm cái ruộng. Đó, trời ơi. Sao bà ruộng? Là cho tôi sống ở đây. Bà không nghĩ là cho tôi sống ở đây riết tôi thành heo quay luôn. Đâu ra, trời ơi, ông này kỳ ghê đâu mà ra vậy. Đừng lo đi, ông sống như nào, auto giảm cân. Cứ nghĩ vậy mình phải nghĩ tích cực lên được không? Đó, rồi. Ê, bây giờ mình làm cái cuốc đi. Cái cuốc hay cái rêu đi đây để tôi chặt cây qua mai con cây. Chặt cây. Chặt cây, cây rừng. Ủa, gỗ đâu? Ủa gì kì á? Ủa cái gì vậy? Ê, nó không có gỗ đâu, không có cái gì. Nó không có cái gì. Rồi sao, trời ơi, cái gì vậy, nó không có gỗ. Gỗ rồi, lava đổ hết gỗ rồi, sao ơi. Trời ơi, sao đây giờ ăn cái gì. Không sao, có mày, xin không sao. Có hai con gà, đó, không sao, có hai con gà. Đó, em mấy cái gỗ cầm trên tay chị lấy, chị xài đây. Ủa sao tôi không đọc được vậy, kỳ vậy, trời ơi, su cà na vậy, su vậy. Không sao, mày qua có sim cầm được. Đó. Ê, còn câu cá ấy, tí tụi mình câu cá mọi người. Trời ơi, câu cá là tuyệt vời luôn. Đó, câu cá ở trên lao da. Đó, quay câu cá trên lava cho đừng quên câu mình vì sao biết nha. Đó. Chứ tụi tôi là được câu đấy, nghe không có đùa được đâu. Đây rồi. Bạc đó, trời ơi, xịt sòn bật cười lên. Thấy chưa? Mấy cái cây này em Phong, mấy cây trồng ở dưới lava chắc nó méo hết trơn trước khi nó mọc luôn á Phong. Trời ơi. Rồi. Chưa kịp gọi là mọc lên là nó đã bị quéo lại. Đúng rồi, bị quéo thôi đó, quéo khô như bò khô vậy mọi người. Đó, đây rồi, trồng lúa xong rồi nha. Sammy đã hoàn thành việc trồng lúa. Đó, ơi. Gì vậy? Lão à ha, tính ra là tôi à, tôi câu cá ở bên dưới lava nó xong nó cho tôi con cá chín luôn. Trời ơi, xin nhớ câu dưới lava ra cá thường nha mọi người. Bây giờ Sam cũng thử câu nha. Ok, Sim thử câu đi Sim. Ê, cần... Nó nướng sẵn cho mình luôn, thành con cá. Ê, sao lại cần câu tôi hai cái dây vậy? Nhìn đánh vậy. Ba cái dây. Trời ơi. Ê, cái cơ hội xin mà tôi nhìn có ba cái, tôi cần câu 3 dây nè mọi người. Trời ơi, đỉnh giờ đó, cần câu 3 dây. Ôi, dây luôn vậy. À, ghê chưa, tôi có con cá. Đây, trời ơi, tôi có hai con cá nha mọi người. Trời ơi, cái cần câu là đỉnh quá. Cần câu dưới lava ra cá thường mọi người. Có ai đỉnh như tôi không? Rồi bây giờ nuôi hai con gà nè. Đó, Phong ơi, ràng lấy có cái gì, có hàng rào không? Hai gà nhớ nghe, không được xuống lava tắm nha hai con. Nhớ nghe. Trời trời. Để tôi đẩy nó xuống. Đó, trời ơi, còn hai con bị gùng. Bây giờ để tôi cho nó ăn. Mình bỏ nó xuống rồi nó sẽ thành gà quay cho mình ăn, hiểu không? Chưa, Phong ơi, đẻ con nè. Trời ơi, dễ thương quá. Trời ơi. Trời ơi. Em câu được cái này hém nè mọi người, em câu được xương cá mọi người à. Em không biết tại sao. Trời ơi. Còn đúng cái xương. Trời ơi. Biết sao không? Cái lava mà sao
mà câu được sim, nói chung là sim xui thôi. Đó bây giờ tôi xây nhà nè. Đó xây nhà, xây cái liều á, cái liều đó, xây liều bé bé thôi. Sao mày? Gì? Tôi câu được quả trứng nè. Đâu? Cái gì mà không câu quả trứng? Trứng gì vậy? Đâu, tôi thử coi. Trời ơi. Trời gì cái gớm vậy? Thôi bét một phòng. Nó cắn. Ủa đây nó có độc. Nó có độc. Cứu tôi. Mày cắn sao mày? Tao quăng mày xuống lava luôn rồi. Ôi trời ơi, nó có độc Phong ơi, tôi sắp chết rồi. Trời ơi, ai có đoán không? May quá trời, may có hai con cá. Mọi người ơi, may quá. Ông nuôi cái con gì tí ghê vậy? Trời ơi, nó cắn độc nha, nó chạy độc luôn á Phong. Ông nuôi con gì trời? Trời ơi, con gì vậy? Nghi hiền tiếc ai? Trời ơi, trời sợ. Tôi thấy tôi bắt lên thôi. Trời ơi, xây cái nhà này tôi mệt không? Đó. Xây nhà lỗi cái bị đập lại. Trời ơi là trời. Ê gà ơi, gà ơi, tao thấy mày chạy qua gì gà. Ê gà nha, không ra ngoài kia. Ủa, cái gì vậy? Ê mọi người, sao được cái con voi đâu kia vậy? Alo. Ủa? Ê voi đi chắc là bà kìa. Ủa thế giới động vật kìa là vậy? Ê thế giới thế thần kỳ. Ủa sao con voi nó súng ở trên là ra được vậy? Điều mới hả? Trời ơi là trời. Đến dễ sợ mấy gà này, sao nó cứ nhìn ngoài lava vậy con? Không có ra ngoài lava nghe. Trời ơi, tụi mày là gà nha. Đang ngồi nhìn mấy em gà sau xe nhà xong ngước lên bây giờ còn mấy miếng thịt gà trời. À, mấy gà nó bơi, mọi người chắc là nhìn biển, nó nhìn lava nó tận biển, mọi người bơi đừng có bơi nghe. Khổ ghê à. Đó ở rồi. Nó kiểu biển kìa. Bụp bạch xong mình miếng thịt gà quay luôn. Thật luôn chứ, đâu có đùa đâu. Đó bây giờ xây cái nhà nhỏ xinh thôi. Đó cho em gà cho em nãy nó vui thôi. Đó xây nhà nhỏ rồi. Đây xong ngôi nhà đó, có cái giường đây, đã bỏ cái giường vào, tự nhiên con gà nó vào nhà tôi sống vậy. Alo, ê gà kìa, ê mất nết không, xem nhìn nó mất nết không, nó vào nhà mình, nó vào nhà chị chơi. Ê đó coi nhà con người ta mà vô đây thôi cho mày cái xương này đó. Dễ sợ. Rồi bây giờ còn gì, ta đây còn còn cái đường đâu rồi, cái đường. Ủa cây nhiều dữ Phong, trời ơi, ông trồng nguyên cái rừng nguyên sinh ở trong nhà này luôn hả? Dữ vậy, dữ thật. Tôi trồng để tôi có mục đích của tôi, bà tí nữa cho bà biết. Ủa trồng cái mục đích của ông là gì? Để tôi nhớ cái để tôi con sim đi thực thi cô cáo. Đi thi cô cáo, bây giờ rảnh nó đi thi cô cáo. Đó. Đó đây. Bây giờ để coi hai tụi mình sẽ đi thi câu cá, coi ai là người câu cá trước cho mọi người. Rồi chuẩn bị nha. 1 2 3. Đó. Rồi. Rồi sao cái cần câu của sim nó mắc vào chỗ tôi vậy? Sao nó kỳ vậy? Kỳ dễ sợ lắm. Không sao, bây giờ thử coi câu qua. Để coi. Bây giờ mình đạp vào là mình sẽ câu được con cá với cái xương cá rồi mọi người. Tôi mấy cái cần câu của tôi là cái dây nào mọi người, hơi tức. Rốt cuộc là dây nào có sao mọi người? Cái dây nào thẳng á là của chị, còn thấy dây nào cọc cao là của em. Ủa trời ơi, con cá của tôi chưa. Đó cá của chị mà sao như xin giật vậy? Vô duyên dễ sợ ha. Trời chị giật xuống chị bảo em. Trời ơi, kỳ vậy chị. Ủa thế hả, không biết. Rồi, ủa câu tiếp đi con, câu tiếp đi. Chị đang câu nè. Em đang câu mà cho chị ông thấy ơi. Đó. Bây giờ riêng lẹ nè, đó. Rồi câu sao đi. Giờ mấy con gà nó cứ đứng nó nhìn tôi hoài, chắc có thấy tôi đẹp trai á. Đâu ra trời ơi trời, tự nhiên đẹp trai nhìn ông, nó nhìn ông lạ thì đó. Nhìn ông xinh vật lạ không? Tôi nghĩ vậy á, tự nhiên có ông nào tóc màu xanh, áo cùng màu xanh gì thế kỳ đó. Trời ơi. Ui. 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 Trời ơi trời, tất dễ sợ thua rồi. Ê mà tôi nghĩ nha mọi người, ví dụ mà đang này mà mưa thì sao ta? Trời trời. Ê lava chỗ này mà mưa hơi bị vui nghe. Trời không có đùa được đâu. Ui đẹp dữ vậy. Trời ơi. Ủa sao cái mồm tôi lên như vậy? Ủa sao cái mồm tôi lên như vậy? Mồm gì lên lắm luôn chứ sao? Trời ơi, trời ơi, trời mưa nè. Ui, xin nhìn xung quanh, xin nhìn xung quanh nè. Trời ơi, trời nó đang đen xì xì nè. Ui, đẹp dữ vậy. Ui, được tắm mưa, đó tắm mưa. Phong ơi, ra ngoài tắm mưa nè Phong ơi. Ui, ôi, tôi không có rảnh tắm mưa không? Trời ơi, ông Phong xây nhà ở trong gọi là trong cây luôn. Trời ơi, đỉnh dữ vậy. Xến. Trời ơi, mưa như này là sao biết cần cái gì không Sam? Em đâu, rồi mưa làm gì? Đây, trong lúc trời mưa chúng ta phải cần một chiếc ô. Được, tiếng kia xin. Đừng đi bên nơi. Yeah, em gái mưa. Phong ơi. Phong ơi, đang ngồi ngắm em gái mưa đây Phong ơi. Em gái mưa đây Phong ơi. Sao ai ai là quái vật mưa thì có, em gái mưa gì. Vậy tôi xin. Ê, đừng xúc phạm nghe, hai tôi hơi bị xinh á. Đó, nhìn đẹp không, Phong nhìn này đẹp không? Vậy này, đẹp không? Đấy. Đó, tôi là công chúa mưa, cô Simi là em gái mưa, đẹp không? Phong? Nhìn rất ghê mồ. Trời ơi, Phong quá đáng vậy, nghĩ sao tôi là quái vật mưa vậy? Trời ơi, tôi là cô gái gì từ trong mưa ra, hiểu không? Trời ơi, vô duyên dễ sợ. Rồi, đó. Nước tâm của thời tiết thôi, lắm rồi cũng hết mưa liền. Đúng rồi, lên nhanh đi lũa. Mà cô gà nhìn Phong thật rồi mọi người. Ê đó, ai gà ngắm Phong nè. Hả? Em không làm gì mà để xúc vật ra da cầm nhìn ông dữ vậy? Nè,
Để cái tôi đẹp ai đến nỗi mà con gà cũng phải thích tôi á Thầm. Trời ơi. Thôi ông nói, ông nói chuyện sao ông gà nó lắc đầu luôn á. Hết mưa rồi nè. Ồ, hết mưa rồi, ok hết là mưa rồi đó. Trời lại sáng rồi. Rồi. Rồi bây giờ còn gì để làm không ta, từ từ để xem nào. Ui còn cái cây này mọi người. Ui từ từ. Như có cái này là gì? À cái này là cái món phần á. Trời ơi quên. Trời ơi là trời ơi. Ăn bánh mì em xin buổi sáng breakfast là ăn bánh mì nè xin. Đó, breakfast là ăn gì ta? Ăn bánh mì, ăn bánh mì gì ta? Kẹp thịt gà. Trời ơi, mấy con gà nó sẽ nhìn chị mà anh bắt khích bỉ. Thôi nói chung là, ủa sao tôi đập mà nó cứ bắt đồ ấy, cây vậy? Ê, quay đập được không? Ê, tôi cái tay tôi thủ vậy sao tôi đập cái là nó rớt đồ, mất đồ luôn á. Cô gái bị nguyên rũ á, trời ơi. Ồ, xin bà lấy lũa chị ơi, trời đất ơi, mọi người tay tôi xui dữ người ta. Đập cái mất đồ, đập cái mất đồ. Bà coi nhà tôi nè. Đâu, nhà ông đâu, trời ơi. Ông chơi cái nho ở cái nhà gì mà to chà ba lửa đây luôn á Phong. Ông dằn mặt hai tôi hả? Dữ vậy. Nhà trời, trời. Tôi là nhà trong cây vô tham quan à. Trời ơi, chơi nhà. Trời ơi, cái cây thì to mà trong nhà bé xíu. Tưởng cái gì? Sao nè, em còn được nè. Trời ơi, rồi bây giờ Phong ăn gì không? Trời sắp tối rồi. Đó, rồi ăn gì? Ăn bánh mì không? Tôi nấu cho bánh mì nè. Đó, tôi thích ăn bánh mì lắm. Làm bánh mì tôi thấy cái cây tôi đẹp quá, tôi tự hào quá, nhà tôi là đẹp nhất. Trời ơi tôi mệt ghê rồi, bánh mì đây mọi người. Ủa cô ghê luôn hả? Ui trời ơi, đúng chuẩn luôn, đúng chuẩn gia đình mọi người ơi. Đỏ tuổi rồi ăn bánh mì nha mọi người. Hình như tôi nghe cái mùi gì khác khác sao ơi. Đâu khác đâu, hay đâu, cái gì đâu, bình thường mà. Tôi nghe cái mùi gì nó khác khác hay sao á. Chú mọi người, cái nhà ông cháy kìa. Rồi sao ông ta nói xây nhà chi, thế chưa xây nhà cây chi đó, hay xây nhà đất sét nhà tôi không? Đó, trời ơi, lửa lên nè, dập dụng không kìa. Trời ơi, nó cháy à. Thôi xin bà đẻo phòng dập đi, đẻo phòng dập đi. Cố lên Phong ơi. Rồi sao ông cháy bánh nhà rồi, thấy chưa? Trời ơi. Chạy đứng ở sau, tao biết nó cháy rồi, đứng ở sau nè. Nó đứng sau này coi, trời ơi, xây nhà cây chi, trời ơi. Nó cháy không còn cái gì luôn Phong. À còn cái giường không? Nó còn cái giường. Còn đúng mọi cái giường. Trời ơi trời, không sao Phong. Còn cái giường là còn ngủ được Phong. Đó mình ngủ đến sáng mai mình dậy Phong. Để quay hai tụi mình có nhà ngủ Phong. Tự nhiên ngủ ngoài bùi xem. Lạ ghê, thôi ngủ đi Phong. Ngủ đi. Đó giường này. Ngủ đi. Ngủ đi Phong. Rồi rồi. Gì vậy? Ông nhảy xuống rồi. Trời ơi ông. Gì Phong? Trời chế độ tự hủy. Phong bất lực mọi người ơi, chưa kịp ăn trưa mà thấy cái nhà mình bị này. Ai ăn tối mọi người ơi, tôi trời tối đi ngủ mọi người ơi, đi ngủ nè Phong ơi. Đi ngủ Phong. Thôi ăn mấy bánh mì, ăn mấy bánh mì đã xin người ăn mấy bánh mì đó. Nhà của tôi. Đó. Không sao Phong. Ui trời ơi, nhà Phong đẹp ghê mọi người. Bây giờ mà thấy cái nhà Phong. Bất lực ghê, trời ơi, ông ngủ rồi mọi người. Ôi thương quá, tôi cho bánh mì nè, cho cháu bánh mì đó. Ngủ nhìn nè xem, xem ta đây xem. Nhìn ông đang Phong đang ngủ cầm một bánh mì đó. Quang Phong bất lực ta. Đó quang đồ chồng đi, quang đồ đi. Bắt xương cá của mình nè. Đó tặng ăn cái xô là tặng tặng cái dù rồi đó. Xương cá tôi hóng xương tôi chết hả bà. Rồi. Cái xương cá đấy phải giúp ông chạy tóc đó nha. Cái này tôi dùng hay chạy tóc lắm á. Tôi biết ông rồi tóc. Tôi nhờ rồi ông chạy tóc. Trời ơi, nhà Phong vẫn đẹp như ngày nào mọi người ơi. Đó, trời ơi, hôm nay sao ơi, em dậy xong đứng với em làm sao. Rồi bắt kia. Rồi sâu luôn. Xây cái nhà mà không tính toán gì, ngủ cái gì là kẹt luôn mà kẹt nút luôn mọi người. Rồi ok. Rồi Phong ơi, rồi, ủa gì vậy? Cho tụi ăn sáng mì tiếp ạ. À, cảm ơn nghe ăn đồ quá. Tụi mặt chúng ta cùng đứng lại. Từ đứng đây ngồi bên cạnh Phong cho Phong đỡ buồn mọi người. Ok mọi người. Thì đây là gọi là một ngày sinh tồn trên một lắc, gọi là ở dưới sinh tồn trên lava mọi người. Thực sự là sinh tồn một lắc á thì nó cũng khó, nhưng mà nó cũng không khó bằng cái này. Cái này là chỉ cần một cái sai sót thôi mọi người, một sai sót nhỏ thôi là cái nhà của mọi người sẽ y chang nhà của ông Phong. Gì vậy Phong? Tao thôi ông bất lực dữ vậy. Trời ơi. Nhà của tôi, gà ơi, nhà của anh bị cháy rồi. Tôi qua bên dưới. Trời ơi là vô duyên dễ sợ. Để ok, cảm ơn đã xem hết clip rồi nha. Nếu muốn thích video này thì sao một like, share cho mình, đừng quên subscribe sao và tất cái gì không nội. Như vậy. Đừng trò chẳng ở đầu tôi. Như vậy. Trời ơi. Đừng quên cho Sam một like, share cô, đừng quên subscribe Sam và tất cả thành viên trong fan team nha. Và nếu các bạn muốn Sam thực hiện những thử thách nào nữa, đừng quên comment phía dưới cho tôi biết. Và tạm biệt mọi người ở clip sau. Hẹn là bye bye ông Phong. Đừng lại quay. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi.